Vâng, em xin chào buổi sáng tất cả các bác nha. Nay em giới thiệu những sản phẩm hôm qua về. Trong này 2, 4, 5 con san xui dòng 6-7 alpha. Dòng này thì rất là được anh em ưa chuộng ở với phân khúc tầm trung và chất âm hay end của nó. Dòng mạch vàng là dòng mà đời mới cũng như hay end tiếng và độ được trang bị mạch alpha độc quyền của hãng san xui. Âm thanh trở nên chi tiết và rõ ràng. Và những dòng này công suất rất là khỏe nha, chạy 8 sọt và 250W. Các bác có thể chơi tốt những hai cặp loa như là Boss 3 series hoặc là những dòng Bass 30 của Diatom Audio, những dòng loa Nhật, loa châu Âu, loa Mỹ đều đánh rất là tốt. Đánh hai cầu loa A, B hoặc A cộng B. Trở kháng là 4-16 ohm. Và trước mắt các bác đó là hai con Marantz Exotac BM4, là một trong những dòng âm ly nổi danh của âm hãng Marantz, tích hợp mạch Class A. Các bác nghi không khác gì nghi một âm ly đẹp. Em nó cũng vẫn là đánh hai cầu loa A, B, A cộng B. Chế độ mạch Class A được hoạt động khi các bác bấm vào hoặc là vào chế độ Class A, B khi chúng ta không sử dụng Class A. Có lo nét đầy đủ, nghi hay hơn 7800 la mã nha các bác, giá là 12 triệu. Và nó được cái là nó thiết kế như một âm ly đẹp, chỉnh bass chép hết đầy đủ nha. Và cái hay của nó là các bác chơi lo Mỹ, lo châu Âu, lo Anh Quốc rất là hay. Nếu các bác có những dòng loa bass sale và nghe trong phòng nhỏ thì còn Marantz Exotac BM4 thì tuyệt vời. Đây là dòng Exotac, dòng cao nhất cho các bác, giá là 12 triệu một con, em về được hai con, xuất sắc nha. Dòng này trẻ sò phát nên độ tiếng và độ động, độ chi tiết rất là cao nha các bác. Điện áp 100V, mạch nó là mạch màu vàng gold, điện áp 100V. Và đây là con san xui alpha 6-7 MR, còn thùng xốp luôn nha các bác, mới tin, giá là 11 triệu 500 ngàn. San xui alpha 6-7 MR, 11 triệu 500 ngàn. Và đây là dòng 6-7, hai con 6-7 XR là giá là 9 triệu rưỡi, và hai con 6-7 KX là giá 8 triệu rưỡi. Hai em này trên nhau 1 triệu, công suất như nhau và hệ thống canh chỉnh và sử dụng như nhau nha các bác. Chỉ vì là cái thiết kế nó khác nhau thôi, thiết kế nó khác nhau. Còn 6-7 XR là đời cao hơn KX một bậc nha các bác. XR thì nó thiết kế nhìn nó mỏng manh hơn, còn con KX thì nó rất là nam tính, nó vuông vức nha các bác. Còn XR phía trên thì nó được bo cạnh tròn tròn. Đây, các bác thấy đồ đẹp nó nha, mây cứng đó nha các bác, rất là đẹp, rất là mới. Đây, các bác có thể soi thoải mái nha. Mặt tiền của em nó thì em tìm rất là kỹ từ những chi tiết và ngoại thất xung quanh. Đây các bác thấy nha, đây là dòng XR. XR vừa rồi thì em bán hết, bên em mới có hàng về được hai con này các bác. Các bác thấy này, cạnh nè, vỏ luôn, đẹp cứng cựa nha các bác. Đạt tiêu chí này các bác nào khó tính cũng ok. Đấy. Còn có ít thùng xốp thì các bác khỏi phải bàn rồi. Còn đó thì 11 triệu rưỡi MR, sẽ là MR dòng cao, cao hơn XR cái ít nha. Đây các bác thấy cái chân 200 loa trở kháng là 4-16 ohm. Con Marantz Exotac BM4 này thì nổi trội lắm, giá nó 12. Còn đây là những con san xui 6-7 này. Những con này các bác chơi, nếu chơi robot chơi hai cặp Boss 3 series và có thể gíp vang hát karaoke nha. Tiếng những dòng alpha 6-7 thì hay, mượt mà, bass xuống sâu và rất là mềm, thích hợp nghe nhạc vàng và đa thể loại nhạc rất là hay. Các bác thấy những sản phẩm mới nha. Rồi thì bác nào có nhu cầu về những sản phẩm tầm trung này thì alo xem chiếc nha. Giá trên là đã bao gồm free ship nha các bác, em bao ship toàn quốc cho các bác nha. Đây là hai số điện thoại của em, các bác có thể liên hệ cho em qua hai số điện thoại này để chốt những sản phẩm các bác thích. Và được, các bác đừng quên đăng ký kênh, ấn vào nút đăng ký là các bác sẽ được cập nhật những video của em đang sống liên tục cho các bác nha.